Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lại làm một cái video mình review về một cái sản phẩm mới nữa của bên hãng Genuson mà của bên mới sửa nhập khẩu nha anh em. Thì nó là Reward Card Red Debit. Thì cái này là một loại Reward Card mình thấy rất là bình thường. Thì nó không có gì đặc biệt hết. Thì nó chỉ có một điểm đặc biệt đó là nó có thêm được 500mg Tribulus. Nó là cái hàng để tăng test anh em. Thì cái loại này nó khác so với lại Dark David. Cái hàng Dark David đó thì nó thiên về phần sức mạnh. Còn cái hàng Red David này á thì nó lại thiên về phần tăng test cho nam giới. Nhưng mà cái thành phần của nó rất là nhiều thứ trong đó. Thì mình chỉ mới biết sơ sơ được vài thứ thôi. Thì nó có 4,5g citrulline nè, 3g betanolin nè, 2g arginin, 500mg tribulus và 40mg kẽm, 2g AA. Thì nó có nhiêu đó thôi. Cà phê thì mình có không nắm, tại vì cái bảng thành phần đó mình chưa nhìn thấy, mình chỉ nhìn thấy được cái bao bì bên ngoài vậy thôi đó. Thì cái hàng này nó thiên về bên phần tăng test hơn sức mạnh nha anh em, tại vì mình đọc cái thành phần thì mình thấy cái phần mà sức mạnh của nó rất là yếu so với lại hàng Dark David. Hàng Dark David của nó là nội màu betanolin là 8,5g nè đó, rất là cao. Còn cái hàng này thì nói chung là mình cũng đang suy nghĩ là có nên đặt cọc hay không, có nên bỏ cọc hay không. Tại vì hàng này thì hạn cuối bỏ cọc là 24 tháng 4 mà hôm nay là 29 tháng 3. 29 tháng 3 là còn mấy ngày nữa hết cọc rồi. Thì mình cũng đang suy nghĩ có nên bỏ cọc hay không. Tại vì cái này nó không có hẳn là reward cao nè, không hẳn là reward cao. Tại vì nói về reward cao thì hàng Dark David là đứng đầu rồi. Còn nói về test á, test thì lại có test thì lại có hàng đắt test rồi, mà giờ nó lại có thêm Red David. Mà cái hàng này giá con này là 8, hình như là 800 một hũ anh em, giá đề xuất bên công ty là 800 một hũ mà 30 liều, chỉ có 30 liều thôi. Thì thằng này về thì mình cũng không biết là nó sẽ cạnh tranh như thế nào với lại đắt David đây. Nhưng mà bữa giờ thì mình thấy Dark David mình bán thì rất là tốt. Và cũng đang suy nghĩ là có cái này có nên nhập nó hay không đây. Tại vì lúc trước mình có nhập thằng Dark Test về, nhưng mà Dark Test rất là khó bán ra nè. Tại vì thứ nhất là giá nó cao nè. Với lại cái thứ hai là cái nhu cầu nè. Nhu cầu như thanh niên á, anh em mà thanh thiếu niên mà ví dụ như tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành mà 30 đổ lại, rất là ít người nào mà xài test. Có một bạn này gọi mình, để tí nữa mình nói. Thì rất là ít người xài test, cho nên là mình mới cảm thấy cái test rất là khó bán ra so với hồi trước mình bán test HD á. Thì test HD nó tốt hơn, nó bán dễ hơn tại vì giá nó rẻ. Còn test này thì hơi khó bán. Thì để sắp tới mình coi có gì hay thì mình lại làm video mình chia sẻ với anh em tiếp. Tại vì giờ hàng nó chưa có, với lại giờ đang trong thời gian mình đang bỏ cọc quá, cho nên là cũng đang suy nghĩ nè. Thì nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em vậy thôi nha. Có gì mà biết về thêm thông tin về nó nữa thì mình lại làm video mình chia sẻ tiếp. Bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Tạm biệt.